Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 25 Hệ thống phân loại sinh vật, sách giáo khoa, khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng đi vào giải đáp các câu hỏi của phần 1 La Mã. Câu hỏi mục 1, trang 86. Câu hỏi mục 1 có hai ý như sau. Ý thứ nhất, em hãy sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập của em thành từng nhóm dựa vào đặc điểm chung giữa chúng. Ý thứ hai, việc phân loại đó giúp ích gì cho em? Trả lời. Ở ý thứ nhất, các em hãy tự mình sắp xếp lại vở và đồ dùng học tập của em thành từng nhóm dựa vào các đặc điểm chung. Ý thứ hai, việc phân loại, các trình tự sắp xếp, sách vở cũng như đồ dùng học tập, từ đó giúp em có thể rất nhanh xác định vị trí của cuốn sách hay dễ dàng tìm những đồ dùng học tập mà các em cần. Trên đây, cô đã giải đáp xong các câu hỏi của mục 1. Hẹn gặp các em ở những câu hỏi tiếp theo.